Em Thắng chào bà con Ngày hôm nay ngoài trời mưa Nên em vô nhà quay ha Quay cô chú xem đây chắc đón được là giống vú sữa Và vú sữa này là giống mới Nó mới nổi lên khoảng 2-3 năm nay thôi Tên của nó là vú sữa Mika Nhiều người còn gọi là vú sữa Mika tím không mũ đặc biệt khi chín không có mũ nha cô chú chín trái tím hoàn toàn thì nó không còn mũ nữa vỏ mỏng như vỏ sòi hoặc là vỏ trái đu đủ ăn thì nó có độ dạng sực sực nó rất là dai hiện tại số lượng cây đặc biệt là cây phổ thông dạng nhỏ như thế này thì bên em thắng có rất là nhiều do hôm nay là mưa thì em quay ở nhà để một số cây mẫu thôi khi mà em để cây mẫu về thì phần lớn là cũng những cây nó tầm trung thôi chứ không phải là đẹp nhất tại vì khi mà quay để lên cây đẹp nhất mai mốt giao cô chú cây số quắc lúc đó lại khó lòng <laughs> và hiện tại cây là đang cho bông rất là nhiều nha bà con gần như cây nào cũng đang có bông tại vì thời điểm này nó đang cho bông để vụ tiếp theo vụ chính tiếp theo đó là tết nguyên đáng của mình một năm sẽ có hai vụ chính và trong năm nó ra bông lai gai Kể như nó ra truyền 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 quanh năm vậy cô chú à, mình ở dùng nước mặn vẫn có thể trồng được nó chịu được 5 phần ngàn mà tưới thì cô chú nên tìm nước nó nó ngọt để tưới nha đừng tưới nước mặn thì nó dễ chết cái cây cây phổ thông như thế này á, thì cao tầm 6 tới 7 tấc 5 tấc cũng có nhưng mà rất là ít cô chú tính từ mặt đất đi lên nha đó cây bên em như thế này và cô chú theo dõi kênh em thắng nhiều sẽ biết em đang bán với mức giá là 80.000 một cây 5 cây em sẽ bao ship tới nhà dưới 5 cây cô chú trả phí ship giúp em còn từ 10 cây trở lên là là 70.000 một cây 10 cây trở lên là 70.000 em cũng bao phí ship còn cô chú mua số lượng lớn từ 50 cây trở lên 100 200 cây đó mình có thể thương lượng về giá lại và cô chú quan tâm thì em cũng xin nói dịch vụ bên em dịch vụ bên em là cam kết bán cho bà con đúng giống sai gió em đền một cái quan trọng nữa là em sẽ bảo hành cho cô chú cây trồng sống trong vòng một tháng đầu trường hợp trong một tháng khi bà con nhận cây cây nào mà nó không còn sống nữa nó hành củi em sẽ gửi cây khác cho bà con trồng bà con trả tiền ship giúp em một là đúng giống, hai là trồng sống Hai cái điều này quan trọng nhất Khi mua cây giống cây trái Em sẽ làm cho bà con Còn cô chú em cũng nói rất là nhiều Dịch vụ em như thế này Cây em như vậy Bà con thấy ok thì ủng hộ Không ok thì nói Thắng ơi Cô chú chỉ cần mua cái cây thôi Con lựa cây khỏe, cây đẹp, cây cứng Giao cô chú về cô chú trồng như thế nào đó Lỡ nó có ao hụt Thì cô chú tự chịu Thì em Thắng sẽ cho cô chú mức giá khác nó phù hợp với mình dịch vụ và giá cây sẽ đi với nhau cô chú hiểu ha em thắng nói rất rõ ràng còn riêng những cô chú chúng ta trồng ít muốn cây lớn hơn thì hiện tại em thắng có những cây nuôi như thế này đó chi tàn nó như vậy nó cao chiều cao bà con ta nhìn qua bảng nè đâu đó nó một m một tới một m ba thì em bán bao ship tới nhà phần lớn này mua ít à một hai cây không à em bao ship tới nhà cho bà con luôn với giá cây loại này là 900 trăm một cây em cũng bao sống cho bà con một tháng và bao đúng giống y chang cây nhỏ thôi nhưng mà giá thành cao hơn thì cô chú thấy phù hợp loại nào thì mình mua ủng hộ em loại đó em mua bán dịch vụ em như vậy giá cả công khai cô chú phù hợp chúng ta vui vẻ mua bán còn khi nào mua bán với em Thắng nha Em hứa bà con Trong vòng tháng đầu Cây có hao hụt em không đền Hoặc là xe giống em không đền gì đó Thì lúc đó mới trách em Còn ví dụ như mà mua bán với em Em thực hiện đúng như vậy thì không còn gì bằng cái Nên Em bán nay là cũng 3 năm bốn năm rồi Mới tồn tại được bà con chứ không phải đơn giản Và nhận được nhiều khoản hồi tích cực là cây giống em Bán hiện tại rất là nhiều vườn đã cho trái rồi. Rất là ok. Không phải vú uh, sữa không mà sòi nhãn mít, ổi, măng cục, bòn bon, ơ ừ, rất là nhiều giống cô chú. Đã có kết quả rồi và những vị khách đó lại tiếp tục giới thiệu người thân quen, láng giềng ủng hộ em thắng nữa. Thì uh, cô chú cũng biết em. Nó cũng dễ mua bán nên em cũng cố gắng ngày nào cũng quay xuất hiện uh, trên uh, màn hình cho bà con chúng ta tiện theo dõi em thắng là nhà em nè ở đây đang quay lại nhà em là ở uh, ấp sơn quy thị trấn chợ lách tỉnh bến tre nhà em cách từ đây uh, cầu chợ lách mới chừng hai ba trăm mét à nhưng mà kiểu đường nhánh quốc lộ 57 là đường đường dọc dây em là xuống dốc cầu vô đường nhánh thuộc thị trấn nha cô chú thị trấn nhưng mà này là ngoại ô nên gọi là ấp ấp sơn quy thị trấn chợ lách tỉnh bến tre Em thắng mua bán là có hai số điện thoại. Số em uh, nhiều khi cô chú gọi mà không nghe thì có thể gọi số 2565. Bạn Thảo Vi thì uh, nhiều khi giữ máy thường xuyên hơn. Em tới lúc em quay uh, em quay YouTube hoặc TikTok như thế này nè, em chuyển chế độ máy bay và con điện cũng được nữa. Tại vì trong cái văn nói của chú mình đang nói mà nó có dạng như mà có khí thế á, mà ai điện tới cái nhắc ngang khúc đó gọi là mất hứng mất hứng nói không được nên em thường khi quay là em sẽ chuyển cái đầu máy bay hoặc là đôi khi em tiếp khách em có uống bia uống rượu gì đó em cũng ít nhan thoại nên cô chú tiện nhất là điện số 2565 hoặc là nhắn tin Zalo cũng được Zalo bên em gọi là Zalo mở cô chú cứ nhắn tin vào là bên em sẽ thấy và trả lời không cần phải kết bạn đâu tại vì Zalo nó có giới hạn bạn đó cô chú thì tụi em cũng đã đầy hết rồi phân bay thì em ít trả lời nha bà con cũng hạn chế nhắn trên phân bay dạ. cảm ơn cô chú ủng hộ thì liên hệ em thắng thông tin rất là rõ ràng đầy đủ từ cơ sở địa chỉ nhà cũng như là có định vị và tất cả các trang mạng xã hội bên em đều công khai có hình ảnh em làm đại diện hết nên cô chú mua cây okay, an tâm có bất kỳ vấn đề gì chúng ta giải quyết trên tinh thần là hỗ trợ lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau em sẽ làm hết mình với bà con dạ một lần nữa em chân thành cảm ơn